Hello mọi người nha, thì mình là 2K nè bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ trả cái kèo cái vụ mà ba mình bữa tỏ tình với mẹ mình đó bạn. Đó, thì một tiếng nữa bạn, mình sẽ cho ngược lại ba mình luôn nha. Mình sẽ giả vào kêu mẹ mình giống như là mẹ mình thử ngọt ngào với ba mình lên. Đừng có la mắng ba mình thử một ngày nha. Xem là lúc đó ba của mình phản ứng như thế nào nha bạn. Đó, thì hôm nay có đầy đủ ba mình, mẹ mình với thằng cu nhân nữa. Còn cu Hiếu đi học rồi nha bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ ra kia mình quay cho bạn xem nha. Mình kiếm mẹ mình hợp tác để mà thử ngọt ngào với ba mình xem là phản ứng của ba mình lúc đó như thế nào nha. Các bạn xem video nhớ cho Hải Ca xin một like rồi đăng ký kênh nha. Đó, giúp Hải Ca đạt được 10.000 người đăng ký nữa nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra kia nha. Ok, thì đây là mẹ mình nè các bạn. Alo cả nhà. Đó, thì mẹ mình vừa đi làm vô luôn nha. Đó, thì hôm nay là đây là cái lẩu này bạn biết không? Đây là lẩu gà ớt hiểm nha. Trời ơi, cái này ở chỗ mình nó bán hả, ngon dữ thần lắm bạn ơi. Tí nữa giả bộ mẹ ngọt ngào với ba thử mẹ. Mày đừng có chửi ba một ngày nha. Coi là ba tí nữa ba phản ứng như thế nào nha. Bữa nay chắc ngọt quá, nay mần mệt quá rồi. Một tí mẹ giả bộ mẹ vô ha. Mẹ xưng anh yêu rồi mẹ gấp đồ ha, mày gấp lẩu nè. Đó, mẹ đút cho ba ăn rồi phản ứng của ba như thế nào nha. Bình thường mẹ hay chửi á. Rồi hôm nay mẹ thử mẹ diêu hiền thử một ngày coi coi ba như thế nào nha. Trời ơi, đó, rồi thì đây là cái lẩu nha các bạn. Đó, thì mình chuẩn bị đây nè. Đó, còn đây là rau với mì đó, bây giờ thì sẽ lặt rau ra nha. Còn đây là thằng cu nhân nè. Đó, thì đây là cu nhân nha. Đó, đây là em gái của mình nè các bạn. Rồi, bây giờ, thì, ủa ba đâu rồi? À, kêu ba ra chưa? Nghe tao ngọt, không chạy mất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lặt rau nha các bạn. À, nhân bật ra nữa nha. Cái lẩu ớt này, ôi lộn, cái lẩu gà này đặc biệt cái nào bạn. Đó, bạn thấy cái ớt không không? Ui. Trời ơi bão tắp mưa sơn. Nó phật lửa rồi. Ghê chưa? Sao nó bị phật ra ghê quá. Xém tí nữa là hết ăn luôn rồi. Đó, rồi ba ở đây đó, ba mình mới đi xịt thuốc luôn nha các bạn. 2K bà trò gì nữa đây. Rồi đâu thì hôm nay trả kèo cái vụ mà hôm bữa tỏ tình nè, thì bữa có đạt được đâu. Bà bún te tu hết trơn mà có đạt được đâu mà giờ trả là trả sao? Thì tỏ tình đi. Mấy giờ còn mầm hết trơn luôn nè. Kìa hôm nay mẹ không bún đâu. Đó thì hôm nay mua cái lẩu trà đền nè. Chắc rồi. Vậy? Bạn hồi nãy thấy không? Hồi nãy tí nữa là làm cái bột. Có chồng yêu làm mà coi chồng yêu làm nè. Nè. Cái gì không? Trái rồi ghê. Nãy tại nó ấy như vậy. Bật gì nữa? Bật chi nó không rồi. Cái không tốt. Mày ăn lẩu không? Mày muốn lẩu không? Tí nữa là cái nồi lẩu nó văng rồi đó. Nó cháy rồi. Đây này. Hồi nãy nó bị xì ra lâu á, nó phật lên nha bạn chứ cái bếp ga này không sao hết nha. Dạ. Tí nữa là hả? Trời ơi, tí nữa là đi cái lẩu bà cha đó rồi. Đây, bà dẹp cái chỗ này đi. Dẹp đi. Để hồi bà giận bà lấy cái chậu bao quốc nữa. Bà không cái cây người té tu hết trơn. Không, bữa nay ba yên tâm đi, bữa nay ba yên tâm đi, mẹ không có quýnh nó đâu, thiệt luôn. Chắc mà bạn. À, bà bạn à. Nè bạn bữa hôm mình làm mình hết hồn luôn. Này mệt không có nổi đâu. Đó rồi chưa? Bây giờ mình thì mới đi xịt thuốc vậy nè, cũng mệt nè. Tại cái này sao lên nha. Trời ơi cái này phải nói là ngon dữ thần luôn nha bạn. Mẹ mẹ. Gấp cho ba đi mẹ. Gấp cho đi qua ha. Dạ. Gấp cho niêu xong cái gấp cho cô nhân ha. Cái vụ này nghi lắm anh nha, có vụ gì nữa nè. Cái gì nói trước nha, tôi chuẩn bị nha. Chồng con thì phải thương chứ chuẩn bị. Nè, không quýnh nè, giờ còn đỏ luôn nè. Đâu, đúng không? Tỏ tình thấy ghê nè. Rồi tỏ tình đi mà chê. Trời đất ơi. Bữa nay để tôi tỏ tình ông cho nè. Bữa nay để tôi tỏ tình ông cho nè. Đúng không? Tỏ tình nó nói tôi trốn. Em mời anh yêu. Em mời anh yêu. Ăn mì. Cho tôi bỏ nhà tôi đi luôn. Ăn đi. Mẹ ngọt ngào luôn đến coi mẹ. Anh yêu, hút phần ngân chén nữa là... Vì tuổi này là trời. Vô, lâu kêu anh yêu cái nó gung luôn. Đúng rau vô nhân ơi. Quýnh như con đẻ vậy đó. Giờ kêu anh yêu. Quýnh mới là thương á.
Thì người ta ông bà già xưa có câu là thương nhau lắm cắn nhau đau đó. Đặng thà cắn mẹ ăn phát đi. Cái gì, cái gì ông Sáu ơi nói tha. Gì mà cầm bà cầm cây bà quất, cầm cây bà quất trời ơi quất gì. Già gì? Từ đầu đến đuôi. Cái gì già thương lắm mình ơi đó. Cái gì rồi. Từ đầu đến đuôi chỗ nào nó cũng có cái dấu răng hết trơn. Dấu cây á. Thịt gà thì để em yêu ăn, anh yêu cứ việc ăn. Nữa hả? Ăn ớt với nước được rồi đó, thương lắm á. Quả. Thương mà. Thôi. Ăn ăn hết thịt đi gấp nữa nè. Vừa hết. Trời ơi, bây giờ ăn kiểu này là chết nhỏ luôn á. Chết rồi chết, nhỏ nào mà chết. Trời đất ơi. Ăn bụng. Nè, đây cho đi. Cái nhà thấy không? Có con vợ thương chồng ghê nơi luôn chồng. Cho anh yêu cái lá gan nữa nè. Tàn là cho. Nghe không mệt không? Như là tôi cũng mệt. Nè bỏ của chạy lấy người. Nè anh yêu. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Sao? Okay. Có vấn đề gì không? Không. Chốt với anh yêu rồi. Nó không thích mẹ luôn. Làm gì nhảy hả? Có nóng đâu. Mới trong ngồi mới gấp ra mà. Có nóng đâu. Mới trong ngồi mới gấp ra mà. Không rửa chưa? Gà chứ thương lắm á. Thương nóng á mà đốt nguyên cục hả? Gà nóng hỏi rồi. Nó nóng. Nóng gì đâu nóng nhảy vậy trời. Ngủ rồi. Thôi. Rồi. Thôi nhưng mà nó biến không à. Đụng vô hết vi khuẩn. Ngon. Chị Hương nấu phải ngon chứ. Chị Hương nấu hả? Chị Hương nấu mà con đặt ngoài tiệm về chị Hương nấu. Ôi nêu. Làm gì có cái ớt nào đâu hết hả? Trời ơi nay thấy nạ quá. Trời ơi thấy ông đi sạch thì cực khổ thương ông quá thằng hẹp không? Nóng, nóng. Thôi. Già phải thương chứ. Thương già mà. Ngon không? À, ăn đi làm gì? Nhân chạy đâu rồi Nhân? Ăn thử miếng bạn ơi. Trời ơi trời cái nồi này nó ngon dữ thần luôn. Các bạn miếng rau nè. Thôi bạn khỏi đút mình nha. Thôi tự ăn đi bạn ơi. Nóng. Nóng đâu mà nóng. Tốt quá sợ. Tốt quá mình sợ. Để đút miếng lá gan nữa cho ăn hết đi đeo mỡ. Sao mà cái kỳ cục. Ba ngồi im đi mẹ quýnh bao giờ. Nè. Miếng lá gan nữa đi. Già thương lắm mình ơi gì đó. Ăn lá gan, có gan. Có. Nè. Ăn chạy đâu rồi. Này à, bà ấy mẹ ngon. Cho mình ăn cơm chó nha bà. Ngon. Mời cả nhà nha. Này mời cả nhà dùng với Hải Ca. Cho mình cũng mời đại gia đình ăn với gia đình Hải Ca nha. Ngon. Ngon lắm. Ngon quá. Nói với đại gia đình chứ nó nói chứ người yêu mình cũng tốt lắm mà đại gia đình ơi. Dám nói không tốt với trợ á. Lo ăn dữ lắm chứ ngày mai không làm mà biết cái cảnh nó quýnh nữa. Nói xấu mà. Có cay. Ớt này mà cay gì? Bỏ rau vô. Bỏ đây nè con. Không cay bạn thử rồi. Không cay hả? Ớt không cay xé lưỡi luôn. Trời ơi, ớt kiểm mà không cay. Nắp rau vô ăn là cô Nhân. Đó, ăn rồi nha. Ngon không anh Leo? Wow. Ngon. Gan nuốt chứ ngồi cây bên vợ đâu dám nó không ngon. Có được ngon là mai. Không ngon quýnh nữa. Quýnh rồi quýnh hoài. Mày biết. Ngon nè. Nó vô nó cũng quýnh, nó buồn cũng quýnh, nó hứng nó cũng quýnh. Sao thằng nó sao sợ. Quá sợ luôn à, cả nhà. Quýnh vậy mới thương chứ. Thương mới quýnh á. Trời ơi. Thương quýnh nhưng mình muốn lết luôn đi không nổi luôn. Quýnh gì biết mà chèo phải đi mua thuốc uống luôn. Bốc nổi quá hả Nhân ha. Quýnh cái cây chà bá, quýnh vô cái thịt mình quýnh là bóp bóp. Tối là nổ lằn còn hơn là mẹ ghẻ nữa. Hôm nay mẹ không quýnh cây nữa, mẹ chuẩn bị cái chổi sẵn à. Đâu quýnh đâu, thương không? Mẹ kêu để cái chổi đây sẵn à. Cái vụ cái chổi này chắc đuổi ra khỏi nhà luôn.
quét nổi nhà. Cái cây còn còn ghé vô nhà được chứ còn có chỗ này mà hết ghé. Ăn nhiều, ăn rau nhiều, bổ rau. Ăn rau nhiều bổ rau. Rau bổ rau. Ăn rau bổ canxi. Ăn cái đầu bổ đầu nè.